Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và sau khi mua được cái bóng 540 thì bây giờ Khải mua tinh hồng bị lên đảo em ơi. Mang set đồ mới vào thì Khải nghĩ thì ở tầm này thì mình cũng muốn lấy đam lắm anh em, nhưng mà Khải lấy theo cái hướng đam lôi sát á thì lại không đủ móc 500. Không đủ móc 500. Ủa gì vậy? Rất mạng à. Ok anh em, tiếp tục lên đảo thôi nè mày. Chung là định mua ạc đường môn đánh ạc đường môn ạc chính mà tầm này bán không được ạc nên là thôi. Chơi một ạc luôn em ơi. Ạc đường môn kia thì Khải mới mua cho anh em xem rồi á. Thì đồ thì sắp đủ rồi. Chung là thiếu cây vũ khí nữa đủ rồi. Cây vũ khí phi đao nữa đủ rồi. Còn lần này thì Khải lên đảo nè mày. Đó, lên đảo ạc này. Ok. Lần này thì bỏ đam cho anh em. Lần này thì nói trước ở lần trước Khải có nhắc nhẹ mà bật mí nhẹ sơ qua cho anh em biết rồi, thì lần này Khải sẽ bỏ đam lôi sắc nồi công đi. Khải sẽ lấy cái móc 580 và 100 chó như năm. Bỏ móc bỏ cái lôi sắc đi. Lần này thì lấy hướng về đạt móc 580 và 100 chó. Hôm trước Khải cũng định mang theo kiểu đó mà server lúc đó không có anh em. Không có đủ mà vũ khí 540 nhiều nên là không có mua được. Tầm này thì cũng có 5-7 cây nên là Khải cũng vừa mua được cái bóng như ở video trước Khải đã làm cho em xem. Bây giờ Khải bắt đầu lên đảo luôn. Định lên like mà thôi nè. Cái này thì Khải video rồi đỡ cái gì nào. Tối làm một đồng khác. Anh em xem video này thì đừng quên cho một like, một chia sẻ là được. Rồi ok. Giờ Khải sẽ tặng cái bản kháng này thì anh em nhìn sơ qua là 35-46-68. Đó, 35-46-68-8. Chúng thì mang cái kia vào thì đặt 80 chậm và 100 chó thì lượng kháng nó cũng tương đối, không có thấp lắm không nè. Nó cũng tương đối. Đó, mang vô đã. 1 rồi ok đó anh em thấy không, khá cũng ok, không phải là quá thấp quá cùi anh em. Được cái là đặt móc là thấy đẹp rồi anh em ơi. Đây chứ mấy hôm đánh cứ 40 chậm không thể nào mà nhấp tay nổi nè, nói thiệt anh em luôn. Đánh trong trận tống kim mà bây giờ đường môn xuất hiện khá nhiều rồi, đánh cứ toàn thiên la cái skin sao ít đó thì làm 140 thì không thể nào mà giữ được nè. Cứ nó bụp mấy cái là mình không thể nào kinh công nó là chết ra, cứ dạy mà làm thôi. Lúc đó hiệu ứng chó cũng khá là thấp. Nói chung là bỏ 40 làm chậm 60 chó, thay vào đó là 80 làm chậm và 100 chó nè. Ở trước thì bỏ luôn cái sát thương lôi sắc nội công đó. Tính ra là Khải sẽ ở set đồ này thì Khải sẽ bỏ lôi sắc nội công nè, 40 làm chậm và 60 chó, và Khải sẽ thay vào đó là 80 làm chậm. Đó, 80 làm chậm và 100 chó. Đó, set đồ này thì những món đồ này Khải mua thì anh em cũng thấy, anh em cũng biết rồi. Đó. Ok chưa? Lần này với thay lần này thì đại lưng này anh em thấy chưa? Ok, đã Khải ép hết máu với lại vào thử lượng máu có ổn định không. Mấy cái đồ này thì dư thì chắc là đỡ, là Khải ngồi bán lại thôi. Đó, Khải ép lại cái lượng hiện tại bây giờ 250. Ui, đam 2k4 là đẹp quá.
Chọn 2k4, tại vì hãy bỏ cái cây vũ khí rồi nè, nên tầm này chỉ còn chọn 2k4 mà thôi. 2k4 lượng đam đó, kháng nó tương đối không quá thấp nè, kháng tầm này cũng tương đối không quá thấp. Chỉ bỏ mất đi cái lượng kháng băng 68 thôi. Ở sơ đồ trước thì kháng băng được 68, sơ đồ này coi như là bỏ kháng băng luôn. Kháng băng mặc định trong nó là 25 kèm với cái gia truyền xấu là 31 đó. Này thì đi set full hiệu ứng, kháng thì cũng ok, không có thấp anh em. Ở video ở cái set đồ trước thì kháng là 35 kháng lôi và 45 kháng hỏa, thì 44 kháng hỏa chứ, thì tính ra khai mất đi 2 kháng lôi và mất đi 4 kháng hỏa, đỡ lấy được cái móc 80 chầm và 100 chó anh em. Đó thì vào tấm kim thì cắn lách bù vào là cũng ok anh em. Hôm nay hai người set đồ này đánh khá là ok. Set đồ trước cũng đánh auto lên top rồi, mấy hôm nay thì đường môn nó dữ quá anh em, nên là đánh chỉ được top mười mấy thôi, 20 chỗ đổ lại mười mấy thôi. Còn với set đồ này hai người sẽ ok hơn rất là nhiều. Máu hơi thấp, một ca xấu nhờ vào cái dòng event không sao. Cái này lên gấp tăng thêm vào máu là ok. Hãy dồn lại máu rồi, hãy lấy 2k350 thôi. 2k350 tại vì mana quá dư, máu thì quá thấp. Cái bẫy đó rồi, đó chỗ này ok hơn đấy. Rồi máu này nó cho một tí nằm xuống gần 1k7 1k5 trên 1k5 là được, tại vì hiện tại đang có dòng Evan đó, nên là tầm này là máu khải khoảng 1k550 là đẹp rồi. Mana tầm này là ok cho nó vừa hài hòa một tí, chứ lúc nãy mana cao quá, mana đến 6k8 là quá cao, máu còn 1k5 quá thấp. Đó tầm này là ok. Giờ lên gấp thì cứ tăng vào nồi công úp này một cái là lên 2k4. Nếu mà thiệt cái gì Khải sẽ mua hai cái lồng đèn kỹ năng nữa là đẹp, hai lồng đèn kỹ năng nữa là úp được tay quá đẹp. Đó, nói chung lần lên đảo này có sự thay đổi khá là nhiều nha năm. Ở cái set đồ cũ thì như anh em đã nói lúc nãy thì set đồ cũ là một có thêm dùng đam nhưng mà lại mất đi hiệu ứng, làm chậm thì không đủ móc, chó cũng không đủ móc, nên là Khải quyết định bỏ đam lấy 80 chậm và 100 chó. Đó. Quá đẹp luôn. Đây cho anh em xem lại sơ đồ một lần nữa trước khi xuống đảo nha. Đây nó vũ khí này Khải mới mua 9 kim ở video trước, Khải có làm cho anh em xem là cái dòng làm chậm đặt móc thôi chứ không quan trọng gì nên. Nếu mà được sinh lực nó càng tốt mà không có. Rồi áo này được kích nón với vũ khí dùng 1, áo này chỉ lấy phục hồi với lại sinh lực cao mà thôi, không có tác dụng kháng lôi. Rồi gia truyền thì Khải cái này Khải mang mặc định gia truyền trên này đã lấy hiệu ứng chóng 30 và kích từ cái nhẫn đó. Đai lưng thì kháng lôi 27, bao tay thì hỏa 40, ngọc bội 19-30. Nói chung là hai món này sinh lực hơi thấp tại vì server chưa có nên là tầm này là đẹp rồi nè. Rồi dây đó, lần này Khải ưu tiên sinh lực hơn, muốn kích dòng chuyển hóa nhưng mà khó quá không kích được. Rồi rồi ok, anh em xem video thì đừng quên đỡ lại Khải một like chia sẻ nha nè. Có cái đôi giày cũ này mà nghĩ nó sinh lực thấp quá nên không mang nè, với lại tóc 21 nè, đôi này tóc 30 thì nó hơn được một tóc cũng khỏe rồi, hơn được một tóc. 52 mà bên này 18 là được 4 tóc, nó dưới ngựa được 14, hôm trước thì dưới ngựa được 13 thôi. Rồi ok, anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha em ơi. Khải xuống đảo đây, bye bye anh em.